Đây tôi sẽ trước khi vào phần của tuần tới thì tôi nói cái phương án 2. Phương án 1 đây là trong trong cái phân tích này, có mọi người có nhìn rõ này. Là phương án 1 có nghĩa là L2 chưa kết thúc. Đấy, phương án 1 là vẫn là cái phương án mà từ ngày xưa đến giờ chúng ta vẫn phân tích ấy, là L2 chưa kết thúc. Còn phương án 2 là L2 đã kết thúc rồi. Nhá, L2 đã kết thúc rồi. Đấy thì ở đây chúng ta nhìn nhìn để cho nó dễ hình dung. Đấy. À, rõ không ạ? Mọi người nhìn rõ không ạ? À, xin chào cả nhà. Xin chào Quốc Thái, chào Đỗ Mạnh Quyền, chào tất cả anh chị em. Đấy. Nếu như mọi người nhìn rõ nghe rõ thì hãy comment là nhìn rõ nghe rõ. Được chưa nào? Nếu như mọi người nhìn rõ nghe rõ thì hãy comment là nhìn rõ nghe rõ để cho cả nhà cùng được biết. Được chưa nào? Nếu mọi người nhìn rõ nghe rõ thì hãy comment là nhìn rõ nghe rõ. Rồi. Nếu cả nhà nhìn rõ nghe rõ hãy comment nhìn rõ nghe rõ được chưa ạ? Đấy. Ok, nếu nhìn rõ nghe rõ thì chúng ta hãy comment là nhìn rõ nghe rõ. Đây, tôi phân tích lại hai tình huống. Phân tích lại một chút hai cái tình huống này của cái phần trước để cho cả nhà nhìn lại có cái hệ thống. Được chưa nào? Nghe lại một tí để cho nó có hệ thống nhá. Đấy, nhìn thế này. Phương án 1 là L2 chưa kết thúc. L2 chưa kết thúc có nghĩa là gì? Là cái L2 này nó có thể nó nằm ở đâu đó ở tận dưới này. Đấy, nếu L2 chưa kết thúc đâu đó nằm ở tận dưới này thì lúc đấy là gì? Là B là nó nằm ở đây. Đấy, đây là B này. Và từ B đây đi xuống dưới này nó là đi xuống C. Đấy. Phương án 1 nhá, đây đang nói là phương án 1 L2 chưa kết thúc nhá. L2 chưa kết thúc là phương án 1 là như thế này. Đấy. Nào mọi người có thể chụp lại cái phương án này được không? Chụp lại cái màn hình của phương án này được không? Nào mọi người có thể làm động tác nhanh chụp lại cái màn hình của phương án này cái. Chụp lại phương án này cái là đây là phương án 1, được chưa nào? Đấy, nếu như mọi người đang nhìn ở trên máy tính thì hãy chụp lại cái màn hình này cái, hoặc là trên điện thoại chụp lại cái màn hình này cái. Đây là phương án 1 nó là như thế này. Đấy. Phương án 1 là L2 chưa kết thúc, có nghĩa là đây là A, 1045 nó là A, B nó là chỗ này. Đấy thì chỗ này nó là E này. Chỗ này nó là E. Được chưa? Đấy, chỗ này nó là E. Đấy. Chỗ này nó là E như này. Đấy. Và từ B này xuống đây là sẽ có một cái nhịp giảm xuống đây xuống dưới này. Đây xuống dưới này. Đấy. Đây là phương án 1 chưa kết thúc là thế này. Đây tôi nói lại phần hôm trước để cho mọi người có cái liền mạch nối tiếp. Đấy. Đây là hình ảnh của phương án 1. Nếu như mọi người đã theo dõi ở trong các bài đăng lần trước thì mọi người đã hiểu được đây là hình ảnh của phương án 1 là L1 đã kết thúc, L1 chưa kết thúc. L1 chưa kết thúc thì nó sẽ đây là A. Đây là A này. Đây là A nhá. Đây là A này. Đây là B này và đây là C. Đấy. ABC đấy, mọi người nhìn không? Đấy, ABC nhìn ba cái điểm nhấp nháy trên màn hình. Đấy. Ba cái điểm nhấp nháy trên màn hình đấy là ba điểm ABC. Đấy, ba ABC của L2. Đấy, và lúc này L2 chưa kết thúc, được chưa nào? Đấy, L2 chưa kết thúc thì nó như thế. Cái phương án này là cái phương án mà từ trước đến giờ mình vẫn đang phân tích như thế này. Nhưng gần đây có một vài cái xác nhận, có một vài cái thông tin và quan sát tình hình thực tiễn ở phân tích cơ bản, đó là phân tích các cái chỉ số của nền kinh tế thế giới, thì chúng ta có một cái khả năng nữa có thể diễn ra, còn đó là cái khả năng thứ hai là khả năng là kinh tế thế giới nó bước vào một cái dịp điều chỉnh, bước vào một nhịp điều chỉnh, và sâu của cái nhịp điều chỉnh đấy thì người ta còn gọi là suy thoái, gọi là siêu lạm phát, bước vào cái thời kỳ siêu lạm phát. Cái bước vào thời kỳ siêu lạm phát thì lúc đấy là giá vàng nó sẽ được tăng hỗ trợ tăng rất là mạnh. Đấy, giá vàng được sẽ tăng rất là mạnh. Thì căn cứ vào cái tình hình phân tích cụ thể như thời bây giờ thì nó có một cái phương án thứ hai. Đó là phương án thứ hai là phương án 2 là phương án là L1 đã kết thúc. Đây phương án 2 đây. Phương án 2 là L1 đã kết thúc. Đã kết thúc. Đấy. Phương án 2 là L1 đã kết thúc. Này, phương án L2 đã kết thúc là nó sẽ mã như thế này. Đây là B nó ở chỗ này. B nó ở đây. Và C nó nằm ở chỗ này. Đấy, thế vậy là đây là gì? Đây là nó là L2. Đấy nó như thế này. Thì thế nào? Đấy. Đây là L2, đây chỗ này nó không phải là D đây nữa mà chỗ này nó là gì? Đây là C này. Đây C này. B này, đây là phương án 2 nhá. Phương án 2 nó sẽ được mã như thế này. Được chưa nào?
Và đây không phải là E nữa, tôi bỏ E ra đây. Đây nó là trở thành T1. DT1. Và từ đây nó cái nhịp đi xuống đây ấy, bản chất là cái nhịp này nó chỉ xuống để tạo L1 thôi. Xong đó là nó đi lên. Đấy. Từ tạo L1 đây xong rồi nó đi lên. Đấy là phân tích thông tin kinh tế thế giới, và có một vài cái chỉ báo cho rằng đang có dấu hiệu để bước vào cái thời kỳ siêu lạm phát, chớm bước vào thời kỳ siêu lạm phát. Thì nếu như mà cái điều đấy xảy ra thì làm cho giá vàng sẽ tăng lên rất là mạnh, và nếu như điều đấy xảy ra thì L2 đã kết thúc ở đây, và lúc đấy nó sẽ được mã như thế này. Mọi người nhìn lại tổng thể một chút. Đấy, đây là T2 lớn này, đây là L2 lớn này, đã kết thúc này, và từ đây bắt đầu là có một cái nhịp tăng trong 5 7 năm nữa nó đi lên thằng T3 như này. Đấy, nếu như bước vào một cái thời kỳ siêu lạm phát thì 5 đến 7 năm nữa là đồ thị giá vàng nó sẽ tăng đi theo kiểu như thế này, và lúc đấy là L2 đã kết thúc rồi, và từ đây nó chỉ có nhịp đi lên thôi. Và bây giờ tôi nhìn cận cảnh một chút là cho cả nhà nhìn thấy là đây nó sẽ như thế này. Đấy, đấy nó sẽ như thế này. Đây là A, đây là B, A này, B này, C này. Đấy, nó lại sẽ đi như thế này, nó sẽ đi như thế này. Đấy, cả nhà nhìn, hãy nhìn vào cái dấu hiệu của nó. Đấy, cả nhà nhìn vào cái bốn điểm này, L2 đã kết thúc, L2 đã kết thúc. Đấy, được chưa? Chào Nguyễn Đức Quỳnh, chào anh Mạnh Cường. Đấy, mọi người hãy lưu ý. Đấy, thế vậy là khi mà L2 đã kết thúc thì chỗ này nó là C, chỗ này kết thúc xong rồi. Quỳnh ơi, mai ngày kia là đến học lại Pro K8, ra học lại em ơi. Có nhiều điều cập nhật. Đức Quỳnh nhá. Nguyễn Đức Quỳnh, nhớ lịch ngày kia. Sáng ngày kia là chiều, sáng ngày kia là lớp Pro K8 bắt đầu bước vào kỳ học mới. Nếu có thời gian thì ra học lại cập nhật những cái kiến thức mới. Đấy, thì nó sẽ L2 nó sẽ kết thúc ở đây rồi. L2 kết thúc ở đây, được chưa? Và từ đây bắt đầu nó bước vào một nhịp tăng trưởng mới. Thì từ cái đoạn bây giờ, từ đoạn bây giờ thì tôi tắt mấy cái thằng này đi cho nó đỡ rối mắt đã. Tắt 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 mấy thằng này đi. Tắt mấy thằng này đi đã. Rồi. Đấy, từ cái đoạn bây giờ, từ đoạn khu vực này nó sẽ có một nhịp giảm để về L1 ở dưới này. Thấy chưa nào? Có một nhịp giảm về L1 này, xong đó là bắt đầu bắt cái nhịp tăng này là nhịp tăng mới. Đấy, đi lên thằng T3 tít mù ở trên. T3 tít mù ở trên kia. Thế vậy là cả ở phương án 1 và cả phương án 2 thì nó đều cho chúng ta thấy có một cái đoạn chung là cái đoạn điều chỉnh này. Nếu như mà phương án 1 xảy ra thì có nghĩa là gì? Là cái nhịp này nó còn đi xuống sâu tít mù dưới này. Thấy chưa nào? Và cái điều kiện của phương án 1 ấy, được hình thành ấy, là giá nó sẽ xuyên qua cái gãy mức kỹ thuật là 1159 hay 1160. Đấy, cái điều kiện là cái đường 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 nằm ngang này, tôi để một căng đường nằm ngang này. Đấy. Thì nếu như mà cái điều phương án 1 xuyên qua 1160 thì có nghĩa là phương án 1 nó sẽ vẫn đi xuống tận dưới này. Đấy, nó sẽ xuống tít mù tận dưới này. Đó là C dưới này. Còn điều kiện mà giá nó chỉ lơ lửng đến đoạn đây thôi. Đến đoạn này thôi và nó đi lên. Nó còn ở rất là cao so với 1160 và từ đây đi lên thì lúc này là xác nhận là đây là phương án 2. Và đây bắt đầu hình thành một kênh tăng mới. T1 L1 thì bắt đầu chúng ta sẽ vẽ được cái kênh tăng này. Đấy, vẽ được kênh tăng này. Sẽ vẽ được cái kênh này, kênh bây hiện nay đang là kênh tưởng tượng. Sau khi mà có L1 hình thành xong thì sẽ có cái kênh này. Và lúc này tạo thành một kênh tăng mới để từ L2 lớn bắt đầu hình thành một cái nhịp tăng mới để đi lên thằng T3 lớn. Đấy, chúng ta hãy lưu ý được đấy nhá. Ok. À, đấy, thế vậy là chúng ta hãy nhớ, là cái đoạn này có một cái đặc điểm là như vậy. Thấy chưa nào? Đấy. Hãy nhớ chỗ này nhá. Thế vậy là nếu như mà lúc này là đi phương án 2, thế vậy là cả phương án 1 và phương án 2 thì đều có một nhịp giảm. Đấy, nếu mà là phương án 2 thì giảm ít, còn phương án 1 thì giảm nhiều. Nhưng mà nó có đều có một đoạn là hội tụ chung là đoạn từ đoạn bây giờ đến đoạn L1 này đều có một đoạn đoạn giảm. Thế vậy đấy là cái để chúng ta review lại cái tổng thể trong giai đoạn dài hạn tới để chúng ta biết được chưa nào. Đấy, và bây giờ chúng ta hãy nhìn gần hơn của tuần tới này. Đấy, nhìn gần hơn của tuần tới này. Đây. Nhìn gần hơn của tuần tới này, chúng ta nhìn vào đây. Đây. Nhìn gần hơn của đoạn này. Đấy. Hãy bật đồ thị về đồ thị thấp hơn, đồ thị D1, được chưa? Bật về đồ thị D1.
Nếu như thực ra là tôi đang nghiêng hơn về phương án 2. Nghiêng hơn về phương án 2. Nếu mà phương án 2 xảy ra thì cái chỗ này nó là T1 đây này, T1 đây này. Để cho đây dịch này tí nhá, để cho mọi người nhìn thấy. Ở đâu rồi, chạy đâu rồi. Đấy, nếu phương án 2 xảy ra thì cái thằng này nó là thằng T1. Thằng T1 này xong xuống L1. Đấy. Nếu phương án 2 xảy ra thì đây là T1, chúng ta nhìn lại thằng T1 tí đây. T1 đây. Nếu mà phương án 2 thì nó sẽ có kiểu như thế này. Đây là thằng kết thúc đây rồi, thằng L2 nó nằm ở đây rồi. Đây L2 đây rồi. Thế vậy bây từ L2 đi lên T3 đúng không? Đấy. Từ L2 đây đi lên T3, đây L2 đấy, L2 thế này. L2 đây đi lên T3 đây. Đấy, đây là nếu L2 nếu là đi phương án 2 thì đây à. Đây là L2 này. Đấy. Cả nhà nhìn nhé, chỗ này là L2 này, nhấp nháy, L2 nhấp nháy. Được chưa? Đấy. Chỗ đấy là L2. Thì là gì? Từ L2 lên T3 thì nó đầu tiên nó sẽ đi lên thằng T1 lớn đã, xong rồi mới xuống L1 lớn, đúng không? T1 lớn mới xuống L1 lớn. Thế vậy T1 lớn ở đây nó sẽ đi để T1 này L1 nhỏ này, T2 nhỏ này. Xong chỗ này là L2 nhỏ, chỗ này là L2 nhỏ này. Đấy L2 nhỏ nó nằm đâu đó chỗ này. Xong từ đây sẽ nó có một nhịp lên nữa lên trên này để kết thúc thằng T1 ở đây. Xong từ đây bắt đầu nó đi xuống. Đấy. Đây là tôi đang phân tích ở trong tình huống đây là đi phương án 2. Được chưa nào? Thế vậy điều kiện giữa phương án 1 và phương án 2 là cái điểm 1160. Đứng trên 1160 thì nó sẽ đi phương án 2. Còn gãy xuyên qua 1160 sẽ là đi phương án 1. Đấy, thế vậy là bây giờ đang khả năng là đang đang đi phương án, tôi đang phân tích theo nghiêng về phương án 2. Đấy, thế vậy là phương án 2 thì nó đi từ chỗ 1160 này, 1160 đi lên này, đây là T1, đây là L1, đây là T2, đây là L2 và đây là T3. T3 ở đâu thì T1 lớn ở đấy. Đấy, chúng ta lưu ý chỗ đấy. Đấy nó có từng này cái điểm này đây, T1 là một ở đây. Để tôi cho nó nhấp nháy lên cái nhá cho một cả nhà nhìn thấy nhá. Đấy. Đây chính là chỗ này này. Đấy. 5 cái điểm đấy, 5 cái điểm sóng đấy. Đấy cả nhà nhìn đến điểm nhấp nháy chưa? Đấy. 5 điểm sóng nhấp nháy, 5 điểm sóng được chưa? Đấy. Đấy, thế vậy là 5 cái điểm sóng đấy. Thế vậy là bây giờ là nếu như thế này thì bây giờ nó đang từ T2 đây xuống đây là A. Và bây giờ nó đi lên đây là B. Xong từ B đây bắt đầu nó đi xuống, dưới này nó là C. Nó xuống dưới này nó là C chỗ này. Chỗ này nó là C này. Và nó là L2. Đấy, thế vậy là để chúng ta biết biết cái hướng đi của nó đấy, L2. Thế vậy bây chúng ta đang phân tích cái đoạn này là cái đoạn mà để tìm ra cái thằng C. Sau đó từ đây bắt đầu lại có một nhịp lên đến thằng T3 này. Đấy, được chưa nào? Đấy, đây là đang nghiêng phương án 2, phân tích phương án 2 là như vậy. Rồi, thế vậy nhìn ngắn hơn. Đây là đồ thị D. Đấy nhá. Đây là đồ thị D nhá. Đây là đồ thị D. Đây tạm thời thằng này chưa hình thành, xóa thằng này á. Đấy. Tạm thời đây là đồ thị D. Đấy, thế vậy là chúng ta sẽ tính toán được cái đoạn hiện tại bây giờ như này, xem có những cái gì ở đây để tìm ra B và C đây. Được chưa nào? Đấy, thế vậy nếu như đây là T2 rồi thì chúng ta sẽ có một cái fibo kéo từ L1 lên T2 như thế này. Đấy. Được chưa nào? Kéo từ L1 lên T2 này để tìm ra thằng L2. Thì L2 đây nó là 1183. Đấy, 1183. Đây cả nhà nhìn thấy nhá, 1183. 38,2%. Đấy, 1183. Được chưa nào? Đấy cả nhà nhìn theo dõi kịp không ạ? Đấy. Nếu đây là T2 xuống L2 thì kéo fibo từ L1 lên T2 thì ra 38,2% nó cỡ 1183. Nó đi A rồi nó lên B rồi nó bây giờ đang nhịp xuống C. Vậy bây giờ mình nếu mà đi từ B xuống C này chúng ta nhìn xem là từ A lên B này xong chưa? Một nhìn H4. Đây nhìn H4 đây. Đây là A đây. Đấy. Và đang lên B đây. Đấy, thế vậy là từ A lên B đây xong nó sẽ xuống C đâu đó chỗ này. Đấy, C đâu đó chỗ này đây là L2 này. Đấy, được chưa nào? Đây cái đường này tôi cho nó đường nó nhỏ mảnh đi, cho nó mảnh khảnh đi nhìn nó dễ. Đấy. Đây là cái fibo này là fibo từ đỉnh xuống hết cái điểm A. Đấy, để tìm những cái miền hội tụ để chúng ta tìm ra điểm B. Thế vậy là ngay trước mặt chỗ bây giờ, chỗ đang đứng bây giờ là có một cái hội tụ này. Đây, thứ nhất là một cái trend lên này. Cộng lại hai là cái fibo, hai cái fibo nó hội tụ ở chỗ này này. Một cái fibo là tít từ dưới L1 kéo lên T2 thì chỗ này là 23,6% đúng không nào? Đây. Cái chỗ 11 1305 1306 là chỗ này nó là 23,6%.
Còn cái Fibo gần hơn của điểm A kéo từ đỉnh này kéo xuống đáy này thì cái Fibo này nó lại là 38,2%. 38,2 và 23,6 là nó hội tụ nhau là 1306. Thấy chưa nào? Đấy thì hiện nay cái chỗ hội tụ kỹ thuật bây giờ đang có một hai cái Fibo hội tụ ở đây. Mặt khác nó lại có gì? Mặt khác nó lại để cho đường này nó mảnh đi, mặt khác nó lại có một cái trend. Đấy, có cái trend tăng từ hôm nọ là kéo qua đỉnh này này thì nó đang cắt ở đây. Hôm trước nó đã xuyên qua cái trend này rồi ở cái chỗ giao nhau, ở chỗ giao nhau 1301 đây rồi. Đây kéo qua đỉnh này, từ đỉnh này đi qua đỉnh này và nó ra cái trend này. Hôm trước là giao hai nhau hai cái trend lên một trend giảm ở 1301. Nó đi xuyên qua đây rồi, hôm nay nó test lại cái trend này vùng này. Như vậy là nhìn chỉ cần nhìn sơ bộ này thôi thì chúng ta biết được là cái phương án của ngày mai là phương án canh bán, được chưa? Đấy, hay ghi rõ luôn phương án ngày mai là phương án canh bán. Canh bán ở đâu? Canh bán của ngày mai là canh bán khu 1305 1307. Đấy, khu này này. Đấy, 1305 1307 là hai cái Fibo hội nhau, hội tụ nhau và nó có cái trend trend này. Thế vậy cái chỗ khu vực này là chỗ canh bán. Là mọi người có thể comment ở bên dưới để cái nội dung mình ra biết là cái nội dung của ngày mai là canh bán ở vùng hội tụ 1305 1306 à 1307. Đấy, có hết có mọi người hãy comment xuống là cái điểm bán cho ngày mai là chính là cái vùng hội tụ này này. 1305 đến 1307. Đây là cái zone để chúng ta canh bán. Có thể set nếu như ai mà giao dịch lớn rồi thì set hai lệnh, một lệnh sell limit ở 1305, một lệnh sell limit ở 1307. Và cắt lỗ thì 305 307 phải cao hơn cái đỉnh cũ của nó. Đây cao hơn cái đỉnh này. Đây cao hơn đỉnh này. SL phải cao hơn này. Đấy. Thực ra là đã là chỗ hội tụ chỗ 1307 này rồi thì cắt lỗ trên chỗ này ba giá là 1310 là được rồi. Đấy gần bằng cái đỉnh cũ. Không, trên cái chỗ điểm hội tụ này ba giá là SL 1310. Còn nếu cẩn thận hơn thì để 1312 trên đỉnh cũ một ít nữa. Đấy, sell ở khu vực là 1305 1307. Thấy chưa nào? Đấy thì nhìn phân tích như này thôi đã ra cái điểm bán cho ngày mai rồi. Đấy. Đấy nhá. Đây là cái trend cũ. Trend cũ này là cái trend mà nó nối qua đỉnh này qua đỉnh này. Đấy. Thì nó sẽ ra cái chỗ này là 12196. Để chúng ta biết được các cái vùng mà nó hoạt động. Đấy. 10 giá là 1305 1307 đến cái khu vực 1196 này. Thấy chưa nào? Đấy, thế vậy là ngày mai sẽ là vùng canh bán. Ok chưa ạ? Rồi. Nào mọi người nhìn rõ chưa ạ? Đấy đây là từ nhìn, nhìn từ xa này, nhìn từ xa này gần hơn này và cận cảnh này thì chúng ta biết được nhìn xa nó sẽ có hai phương án, một và phương án hai. Còn nhìn cận cảnh thì nó đang là như thế này. Đấy, cận cảnh cho ngày mai và cho tuần tuần tới. Tuần tới thì vẫn đang xu hướng là gì? Là nhịp giảm. Đây tại sao lại nói nhịp giảm đây, chúng ta nhìn ở chỉ báo, nhìn chỉ báo nhá. Chúng ta nhìn này, nhìn ở trong chỉ báo này. Đây này. Nhìn ở trong chỉ báo để cho nó rõ hơn này. Đấy. Stock của thằng H4, stock của thằng H4 nó đang ở nhịp điều chỉnh giảm. Thấy chưa nào? Đấy, kể cả đồ thị stock của thằng D1 cũng đang ở nhịp giảm. Stock của thằng H4 là nhịp giảm, thấy chưa nào? Thế vậy là hai thằng này đều giảm cho nên là chúng ta sẽ tính điểm bán xuống tốt hơn, đúng không nào? Và chúng ta nhìn thấy ở ngay cái đồ thị kỹ thuật bây ngay bây giờ thôi thì chúng ta thấy là R1 nó là 1306. R1 1306 điểm Bollinger Band trung bình của thằng H4 đó là 1295. Đấy thế vậy nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy là nhịp bán nó bán từ 06 là xuống 96 là chỗ này rồi. Đấy, 10 giá nó khoảng khoảng này rồi. Đấy, đấy nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy là rất là rõ rồi đúng không ạ? Đấy. Được chưa? Và đây là bóng 2 rồi. À, nếu như ở trên này nó không bị fake lên một chút nữa thì nó xác lập 1306 là đỉnh này rồi. Thì khi nó đi xuống đến dưới này, chỗ này đâu đó dưới này. Và tôi vẫn kỳ vọng là cái nhịp này nó xuống khoảng 80 83. Đấy, nhịp nhịp điều chỉnh giảm này để đoạn này là khoảng 80 83 chỗ này. Thì cái bóng 2 này nó được dịch xuống dưới này để ra bóng 3. Vì trên này là bóng 1 cho nên là dưới này nó sẽ nổi thành bóng 1. Và vì trên này có 3 rồi nó sẽ xuống đây ra đây để ra số 3 nữa. Và kết thúc ở chỗ này thì bắt đầu chúng ta lại có một nhịp mua lên. Đấy, kết thúc ở chỗ này chúng ta lại có một nhịp mua lên. Thế vậy khi đến 83 82 thì cái thằng Bollinger Band này nó sẽ bắt 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 nó chập vào cái chỗ này. Được chưa nào?
bắt nó sẽ bắt vào chập 8283. Thế vậy 1283 nó có cái điểm gì về mặt kỹ thuật Fibo ở phần bên kia? Cả nhà nhìn, còn nhìn rõ không? Alo, cả nhà nhìn rõ không? Cả nhà nhìn rõ không nhỉ? Nếu cả nhà vẫn còn nhìn rõ thì hãy comment là còn nhìn rõ. Còn nhìn rõ không ạ? Cả nhà còn nhìn rõ không ạ? Hello, còn nhìn rõ không? Nếu còn nhìn rõ thì hãy comment là còn nhìn rõ, được chưa nào? Đấy, chúng ta sẽ nhìn lại 8283 nó là cái gì đây? Nhìn ở trên 8283 chúng ta nhìn thấy này. Đây nhá. Cái Fibo kéo từ L1 lên T2 thì 38,2% nó là 1283. Đây này, 83 này, 83, 83, 83 này đấy, chỗ này. Đang tính là thằng L2 nó sẽ rơi vào khoảng này. Được chưa nào? 1283 nó là 38,2%. Được chưa nào? 1283 là 12 đấy, là 10 38,2% là 1283. Mặt khác thằng 1283 thì nó lại là gì? Nó là cạnh dưới của Bollinger Band H4. Khi mà nó rơi từ cạnh trên xuống cạnh dưới Bollinger Band H4 thì nó sẽ hội tụ với thằng 1283 là 38,2%, và đến đoạn đấy thì chúng ta lại có cơ hội để mua lên tiếp. Được chưa nào? Đây lại có cơ hội để mua lên. Mua lên để lên đâu? Mua lên để lên thằng T3 này này. Đấy. Sau lên thằng T3 này xong bắt đầu lại bán xuống. Ok chưa? Rồi. Đấy là toàn bộ những cái mà xu hướng phân tích kỹ thuật cho tuần tới. Được chưa nào? Cho nên nếu như ai mà ngày mai bay từ sân bay đặt lệnh tự động đi xuống sân, có thể là trên trên đường bay là khớp lệnh tự động và xuống hạ cánh xuống Nội Bài là nó đã có dương trạng thái rồi đấy, được chưa nào? Đấy, có thể là nó khớp lệnh là vào lúc khoảng 8 giờ hoặc 9 giờ sáng mai, có thể. Đấy, vậy là ngày mai nó sẽ là tăng trước giảm sau ưu tiên bán đấy, chúng ta lưu ý nhé, tăng trước giảm sau nhưng mà ưu tiên bán. Tăng là tăng để vào điểm khớp lệnh chứ không phải là tăng để mua, được chưa nào? Đấy, có thể là gõ lại câu này lên đây cho mọi người nhớ: tăng trước giảm sau ưu tiên bán. Đấy, được chưa nào? Tăng trước giảm sau ưu tiên bán. Đấy, đấy là cái phương án cho ngày mai. Ngày mai đấy, cái vùng là 1305 đến 1307 là tăng trước giảm sau ưu tiên bán. Thế vậy là ngày mai nó sẽ có một nhịp phục hồi lên để khớp đến cái vùng bán. Và bán thì ngày mai cái zone, cái vùng hoạt động ngày mai là 1205, 1305, 1307 và đến cái vùng dưới là 1296. Để chúng ta biết là cái phiên ngày mai nó là như vậy. Ok, được chưa ạ? Được chưa nhỉ? Đấy, cái phương án của ngày mai đó là phương án mà tăng trước giảm sau ưu tiên bán, và chúng ta sẽ bán ở vùng 1305, 1307, bán xuống 1296. Ok chưa? Có ai có câu hỏi gì khác không ạ? Rồi, tăng trước giảm sau ưu tiên sell. Rồi, chuẩn rồi. Đấy, ghi nó lại nhé, nhớ nó lại cái mục đấy, có thể chúng ta set lệnh nhà tự động. Đấy, sau đó là làm việc gì vẫn làm và chúng ta sẽ set lệnh tự động. Ok chưa? Đấy, đây cho mọi người nhìn lại một xíu. Mọi người nhìn lại một xíu. Tăng trước giảm sau ưu tiên bán. Đấy, mọi người nhìn rõ không? Mọi người nhìn rõ không? Đấy. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đấy, tăng trước giảm sau ưu tiên bán là như vậy đấy, mọi người có thể nhìn 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 rõ, nhìn kỹ đi. Nhìn rõ không? Đúng rồi. Trên H4 thì nó đang có một cái mô hình vai đầu vai nhỏ, đây này. Trên H4 nó đang có một cái mô hình vai đầu vai nhỏ như thế này. Đấy, mọi người có câu hỏi có thể hỏi đây, nó mô hình vai đầu vai như thế này. Thế vậy là khi mà nó tạo môn vai phải bên này xong. Đây. Khi nó tạo vai phải xong. Đấy. Khi tạo vai phải xong thì nó sẽ, mình đang ở chỗ này đang tính cái điểm này, điểm bán từ đây xuống. Sorry. Đấy, tính tính thì đếm bán từ vai phải, bán vùng này bán xuống, được chưa nào? Thế vậy là bán từ vùng này thì muốn nó đi qua thì nó đầu tiên nó phải đi qua neckline này trước, đúng không nhỉ? Đấy, đi qua neckline này trước, đi qua neckline, đi qua neckline đấy, neckline nó ở khoảng 96. Thế bán từ 1306 này nó sẽ neckline 1296. Đấy, đấy, đây là vai đấy. Đấy, ta chỉ có thể nhìn là cái khu vực trên này này. Đây. Đấy, nó có ba cái đỉnh như này. Đây. Đấy. Nó có ba cái điểm à.
Được chưa? Đấy. Nó có ba cái điểm như vậy. Đấy, mô hình vay đầu vay nó ba cái chỗ này này. Cả nhà nhìn rõ chưa? Đấy. Ba đầu vay nó đang hiển thị cái đoạn này. Và nó sẽ đi từ vai phải xuống đến đoạn là neckline ở 1296 chỗ này. Đó. Nhìn rõ chưa? Ok. Anh chị em còn câu hỏi nào khác không? Anh chị em còn câu hỏi nào khác không? Alo. Alo, alo, alo. Alo. Cả nhà nhìn đã hiểu phần này chưa ạ? Rồi. Đấy là cái phần ngày hôm sang tuần đó là toàn bộ cái phần tuần tới. Đấy, nếu anh chị em nào còn câu hỏi thì chúng ta có thể hỏi. Còn ở trên đồ thị đô, alo, trên đồ thị đô thì chúng ta sẽ nhìn này, nó rất là dễ thôi. Trên đồ thị đô thì là chúng ta nhìn ở cái chỉ số H4 thì nó ngược lại hoàn toàn với lại cả thằng ngược lại hoàn toàn với cả thằng 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 gold luôn. Đô thì vẫn bám sát ở trên cái bài phân tích lần trước. Để xem nào. Vẫn bám sát bài phân tích lần trước. Đây, nếu như là muốn review lại cái phần đô thì tôi có thể review lại cho cả nhà xem phần đô như này. Nhìn lại phần đô nhá. Nhìn lại phần đô nhá. Đây. Đây là đồ thị của phần đô. Được chưa nào? Đấy. Cả nhà nhìn đồ thị phân đô ra như này. Đây trên đồ thị này, đồ thị D. Đồ thị D. Hello. Bạn này vẫn còn chưa ngủ. Đây là đồ thị đô, được chưa nào? Đây là đồ thị đô. Đấy, nhìn ở đây chúng ta nhìn thấy là nhìn này thì nó đang là mô hình 3, mô hình vai đầu vai. Thế vậy là cái nhịp giảm của gold ấy, nhịp giảm của gold là cái nhịp mà cái thằng H4 này là nhịp tăng trở lại này, tăng lên đây này. Đô tăng từ đây tăng lên đây này. Đấy. Tăng từ đây lên đây xong bắt đầu đô giảm xuống thì gold bắt đầu tăng. Thế vậy là cái nhịp gold giảm bây giờ là canh bán là chính là cái đoạn này. Chính là cái đoạn mà đô sẽ tăng từ đây lên đây. Tại sao nó lại là tăng? Chúng ta nhìn thấy ở đây là có mấy cái chỗ này là hội tụ của 38,2%. Mặt khác thì ở trên đồ thị ngắn hạn của đô ấy thì stock H4 nó đang vào đáy. Đấy, stock H4 đang vào đáy thì nó sẽ có một nhịp tăng ngắn hạn trở lại. Sau đó là nó là nhịp giảm bởi vì nhìn là nhìn thấy là kênh chính của thằng H4 à của thằng D1 của gold là giảm. V kép là giảm, được chưa nào? Đây các bạn nhìn thấy này. V kép 1 là giảm này. D1 giảm này. Duy chỉ nhất là ngắn hạn là có nhịp H4 tăng thôi. Được chưa ạ? Đấy, duy nhất là chỉ có nhịp H4 là ngắn hạn là tăng thôi. Cho nên là cái nhịp tăng này của thằng H4 làm cho là thằng gold giảm từ đây xuống. Thấy chưa nào? Đấy. Đấy đấy, ngắn hạn của thằng đô là tăng làm cho ngắn hạn của thằng gold là giảm. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Này nó vẫn theo bám theo cái lộ trình của tuần trước. Vẫn bám theo lộ trình của tuần trước. Thấy chưa? Nó vẫn bám theo lộ trình của tuần trước thôi. Ok, cả nhà đã rõ chưa? Nếu cả nhà đã rõ thì hãy comment đã rõ để chúng ta kết thúc cái bài phân tích cuối tuần. Cả nhà đã rõ chưa? Nếu như đã rõ thì hãy comment là đã rõ. Được chưa? Ok. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Chúc cả nhà một tuần mới đại thắng.
Hẹn gặp lại tất cả anh chị em có mặt ở trong khóa học nhà đầu tư chuyên nghiệp Catching Pro K8 sẽ diễn ra vào thứ ba, thứ tư, thứ năm tại đỉnh núi Ba Vì. Và sáng ngày kia thì chúng ta sẽ xuất phát từ Hà Nội, xuất phát lên Ba Vì. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào những cái bài phân tích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.